Bóng đá phong trào là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân thủ đô. Hàng năm có cả nghìn giải bóng lớn nhỏ được tổ chức, nhưng có thể giữ được một giải đấu gần 100 năm tuổi thì làng Triều Khúc là nơi duy nhất làm được điều này. Chiều nay, trận chung kết giải bóng đá làng Triều Khúc đã diễn ra tại sân bóng trung tâm làng với sự tỏa sáng của anh em Giang Nguyên Công và Giang Nguyên Lợi. Đội bóng xóm Án đã gục xóm Đình 1 với tỷ số 5-0, mang về chiếc vô địch danh giá. Cảm xúc thì thật sự là lúc này thì không thể diễn tả nữa rồi, bởi vì từ năm 2013 đội xóm đã vô địch mà phải chờ đến tận năm thứ 6 thì mình được dâng cao chiếc cúp vô địch. Thì thật sự là với tư cách của anh em lớp trẻ của trong đội bóng xóm thì mình rất là vui và vinh dự khi ở đằng sau mình có rất nhiều cái lớp kế cận tiếp theo nữa. Và những người anh lớn đã chỉ bảo cho các em rất là tỉ mỉ về cách chơi, cách đá. Gần 100 năm hình thành và phát triển, giải bóng đá đã in hằn vào tâm trí người dân Triều Khúc mỗi độ Tết đến xuân sang. Không chỉ là những trận bóng, những tiếng hò reo, mà ở đó còn là cả một bản sắc văn hóa, một niềm tự hào của riêng Triều Khúc. Dù đã có nhiều thay đổi, cũng như gặp không ít khó khăn trong khâu tổ chức và giữ gìn nét đẹp văn hóa này, người dân Triều Khúc vẫn luôn tin tưởng vào những giải đấu thành công hơn trong những năm tiếp theo. Hy vọng là lớp trẻ Triều Khúc là cứ mang mãi cái lòng nhiệt huyết về bóng đá để phục vụ cho khán giả của làng và mở rộng ra khỏi quy mô của làng Triều Khúc. Mình hy vọng là tất cả có những thêm những một là mạnh thường quân, thứ hai là tất cả những anh em ở trong làng cùng chung sức để xây dựng và phát triển cái nền bóng đá của Triều Khúc đang bị một mai mòn dần. Khép lại một giải đấu, người dân Triều Khúc nói riêng, người hâm mộ bóng đá nói chung vẫn hy vọng vào một tương lai sáng lạng hơn cho những giải bóng đá truyền thống. Thank you.